Hello cả nhà. Alex nè, hôm nay tụi Huyền rước Alex về rồi mới đi mở cửa luôn nè các bạn. Hôm nay Alex về sớm ha. Mua một đống đồ phía sau xe. Xe anh Hùng nè, quá gớm rồi. Xe không dám đụng tay vô. Đó, tụi Huyền nãy cũng ghé siêu thị mua đồ á. Chút xíu đồ để mà đem vô trong tiệm bán nè. Hello các bạn. Huyền định bắt đầu ngày mai Huyền sẽ làm một cái chế độ giảm cân các bạn. Huyền muốn Huyền xuống còn 55kg nha. Đó, cho nên là trước khi mà Huyền ăn giảm cân á, thì Huyền sẽ nấu một cái sốt để mà cho anh Hùng ảnh kho cá các bạn. Các bạn thấy khổ không? Giảm cân mà cũng phải lo cho hai cho con Alex trước nữa. Huyền sẽ nấu cái nước này nè để khi nào mà anh Hùng ảnh thích ăn cá kho nhất các bạn, cá chiên đi hay cá khác thì ảnh không cũng thích, nhưng mà cá kho là ảnh thích nhất. Thì mình sẽ nấu cái sốt cá kho này để cho ảnh kho cá. Chỉ cần mình làm xong rồi mơ mốt có cá là ảnh cứ phi hành tỏi lên nha, rồi xong rồi cho cái nước sốt này vô là sẽ kho thôi. Thì ở đây mình có một cái chai nước mắm này ha. Nước mắm này của Thái các bạn, 700ml. Nhưng mà cái loại nước mắm này nó không có mặn lắm, thì mình sẽ dùng đường này nha. Đường này Huyền, hai bọc này là 600. Các bạn cũng có thể làm hai cái nước mắm với đường nó bằng nhau cũng được ha, nhưng mà tùy cái độ mặn nước mắm các bạn. Huyền sẽ dùng hạt nêm nữa ha. Các bạn đã ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt nha. Còn Huyền thì ở đây Huyền không có ăn bột ngọt các bạn, Huyền không có mua bột ngọt cho nên là Huyền sẽ dùng bột nêm thôi. Ok, rồi được rồi. Thì bây giờ Huyền sẽ làm cho các bạn coi nha. Trước tiên mình sẽ bắt cái chảo lên, mình sẽ lấy vài cái cục trong đây ra để làm cái nước màu nha các bạn. Để khi mình pha cá cho cái màu nó đẹp á. Cái đường này của Thái các bạn, cái đường này không phải đường thốt nốt mà nó giống như nè. Đường cục quá. Đó. Thì cái này nó hơi có màu vàng vàng nè, để pha cá cho nó ngon thì để gì ha. Mình sẽ cho chút xíu nước vô cho nó mau tan các bạn. Với lại mình có cái tương ớt này nè các bạn. Cái tương ớt này nó cay cũng ít chứ không nhiều ha. Thì hồi nữa có thể là mình sẽ dùng phân nửa cái chai này nha, để làm cho cái nước kho cá của mình nó kẹo lại, nó có hơi có cái vị cái cay á các bạn. Ít thôi, không có nhiều ha, Alex ăn được. Mình sẽ cho cái này nó vàng cho có cái màu đẹp á các bạn. Chút mà cái khúc mà đổ nước mắm vô thì sẽ dùng bật cái hút này mạnh lên để cho nó hút, cho nó đừng có bay mùi nha các bạn. Có thể nó hơi ồn chút xíu đó nha. Đó, các bạn canh cái màu nha, canh cái màu nó cánh dáng trồng cho chút nước mắm luôn, cho nó hút lên. Khi nước màu nó tan hết, mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại vô nhé các bạn. Giá này ha, giá này chắc khoảng 50g á các bạn, 40-50g hạt nêm. Mình sẽ cho nửa cái chai tương cà này vô ha, tương ớt chứ. Nếm thử rồi thấy nó còn mặn các bạn, nghĩ là sẽ cho thêm một giá đường cát trắng nữa. Còn bạn nào mà ăn bột ngọt được á, các bạn bỏ vô thì các bạn nếm nghe, cái vị nó sẽ mặn ngọt giống như là cái nước mà kho quẹt á các bạn, thì các bạn sẽ để kho cá nó ngon ha. Cái đường đó nó không có ngọt giống như đường cát trắng của mình ha, cho nên là Huyền phải cho thêm đường các bạn. Mình nếm lại coi nó được không nha. Thì cái này mình tổng cộng là có một chai nước mắm 700ml đó các bạn, hai bọc đường của Thái ha, mình có thêm hai giá đường này nữa nè. Đó, với lại một cái giá lưng hạt nêm này ha.
nửa chai tương cà. Thì nếu mà các bạn ăn bột ngọt, các bạn bỏ cái vị bột ngọt vô thì nó sẽ dịu dịu xuống á các bạn. Còn Huyền thì không ăn bột ngọt, thì khi mà Huyền kho, Huyền nghĩ là Huyền sẽ nêm nếm lại chút xíu. Cái vị này nó sẽ hơi mặn chút với các bạn, để mình kho cá, lúc mình kho cá mình cũng có cần đổ thêm chút xíu nước á, là nó sẽ vừa ra đó. Cái nước này Huyền nấu nãy giờ để các bạn thấy nguội, cái nó kẹo lại nè. Bây giờ Huyền sẽ cho nó vô trong cái chai ha, để dành mơ mốt cho Mr. Hùng tự kho cá ăn. Kho cá, kho thịt gì cũng được nha các bạn. Cái sốt này Huyền chỉ nấu nước mắm, đường, hạt nêm với lại chút tương ớt thôi các bạn. Chứ Huyền không có phi hành tỏi gì hết. Mình để như vậy thì nó giữ lâu được á. Còn khi nào các bạn kho thì các bạn phi hành tỏi lên rồi cho cá vô, rồi cho một muỗng nước sốt này vô ha. Đó, tùy các bạn kho nhiều hay ít mà các bạn bỏ thôi. Nếu mà mình giữ lâu thì mình không có nên cho dầu mỡ vô đây á, thì mình để được lâu các bạn. Đây nè, kẹo lắm luôn á. Đây, còn cái này là hôm bữa củ cải trắng với củ cải đỏ Huyền sắc cho các bạn coi đó. Huyền để Huyền phơi gió mà nó khô vậy nè các bạn. Để đại phơi gió ở đây á, mấy cái lò sưởi nó quạt ra. Đó thì Huyền định kiếm mua thêm củ su hào nữa, mà mấy hôm rày không có thấy củ su hào. Các bạn, su hào thì làm dưa món nó giòn lắm. Đó, Huyền để chắc mai mốt gì Huyền cũng sẽ nấu nước mắm á. Nếu mà các bạn ăn chay thì các bạn nấu nước tương với đường, còn nếu mà không ăn chay thì nấu nước mắm với đường ha, để dành Huyền sắp tới Huyền cũng sẽ gói bánh tét. Đó. Đây nè. Hôm bữa nguyên một rổ luôn mà nó khô lại còn có một chén nhỏ xíu nè các bạn. Đó. À, bây giờ Huyền sẽ thử kho cá cái nước hồi nãy các bạn. Đây nè, cá này là hôm qua anh Hùng xẻ đó, xong rồi cái Huyền lấy lại mấy cái lườn, cái bụng này các bạn. Mấy cái này ăn nó béo, béo lắm luôn, với lại khúc đuôi chút xíu ha. Đó thì như đây, mình sẽ lấy cái này Huyền kho. Giờ Huyền sẽ cho nó lên bếp nha. Các bạn sẽ thường á Huyền có củ hành tím, nhưng mà hôm nay không có củ hành tím nha. Huyền sẽ phi một chút xíu gốc hành, phi cái hành này nha các bạn. Đang có khách chạy ra, xong rồi cái này nó nóng quá rồi lấy ra ngoài. Cái này nó vàng thơm, mình sẽ cho vô một giá này nước nha các bạn. Giá này chắc giá ăn lẩu quá ha. Đáng lẽ cái giá này nè, ô cái nước này nè các bạn, các bạn phải ướp cá ha, lấy ướp cá trước. Nhưng mà tại vì Huyền ở đây Huyền gấp á, Huyền sẽ cho một giá này nha. Huyền gấp cho nên là Huyền sẽ kho tốc hành như vậy luôn nha. Tùy theo cá nhiều hay ít, chút mình sẽ cho thêm chút nha. Nếu mà các bạn có thời gian á, nếu mà các bạn có thời gian á thì mình lấy cái này mình ướp cá chút xíu rồi mình hả kho ha. Còn Huyền thì Huyền không có thời gian các bạn, cho nên là Huyền kho tóc hành. Đó. Các bạn kho lửa nhỏ riêu 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 chút, nước nó sẽ sắc xuống nha. Đó. Ngon chưa các bạn? Cái này bỏ tiêu bỏ ớt vô ha. Thường Huyền thích kho cá mà bỏ nguyên trái ớt vô các bạn. Hồi mình ăn trái ớt nó ngon á. Vừa ăn lắm luôn. Đây, giờ bỏ chút hành cho nó có màu. Cá hồi kho nó ra mỡ lắm các bạn, ra cái dầu của nó đó nhiều lắm. Với lại Huyền kho anh Hùng hôm bữa anh lấy mấy cái bụng anh thích ăn, lâu lâu thích ăn cho nó béo, anh nói ăn cái đó cho có omega 3 các bạn. Đó, ngon lắm luôn. Thường nếm thấy vừa ăn ha. Cho Bella cái chỗ về nó thấy mẹ nó cái nó lại nó cào cào cái chân nó kêu ẻm lên đó. Bỏ nguyên ngày này, bỏ cái ngày này, bây giờ về nghe, về là chạy theo như vậy đó. Tội quá. Hãy Bella. Mặt nó cứng mà. Hay. Đó. Thấy chạy theo không thôi, chạy theo không thôi là chạy về, chạy đi à. Chú cha. Ăn gì Alex? Sushi. Mời cô chú ăn không? Mời cô chú đi. Sushi gì đó? Sushi gì? Ngậm họng rồi sao nói được? Tại ngày xuống tắm rửa. À, cái này là Huyền sẽ luộc trứng để cho ngày mai
thì sẽ bắt đầu vào cái thực đơn giảm cân nha các bạn. Giảm mấy ký? Em muốn em còn 55 ký. Bây giờ thì muốn em còn 55 ký ha các bạn. Hồi lúc mình còn gái còn 49-50 ký thôi. Muốn chứ đâu có dễ. Hỏi cho chú. Đi thử. Biết làm cái bụng nhỏ chứ. Biết làm cho cái bụng nhỏ lại hả? Trời. À, thì để thử coi có thành công không nha các bạn ha. Hãy cầu nguyện cho tôi thành công. Bây giờ hiện tại bây giờ á thì Huyền muốn Huyền còn 55 ký. Hồi lúc trước á thì Huyền muốn Huyền mấy năm về trước á Huyền muốn Huyền 52 ký á, thì thường á Huyền 52 ký, 51 ký, 52 ký rưỡi là nhiều lắm á các bạn. Mà từ cái lúc Huyền sanh Alex ra xong á cái bắt đầu cái Huyền lên ký cái còn 54 ký, cái bắt đầu mùa dịch cái bắt đầu Huyền lên đó các bạn, lên như là diều gặp gió. Tại các bạn biết sao, tối cái hai cha con Alex nè sô cô la bi xe rồi mấy cái bô tích vun, mấy cái khoai tây chiên, khoai tây, mấy cái snack đó các bạn, cứ lại nè ăn đi ai biểu chơi với mấy người ốm chị. Xong cái ăn cái tự nhiên trời ơi, mà hồi đó đó Huyền dễ xuống ký lắm các bạn. Mà bây giờ thấy càng ngày càng lớn tuổi nó khó xuống các bạn. Lên xong rồi nó đứng vậy luôn rồi nó không xuống. Cái gì hồi đó cũng dễ hết á. Cái gì hồi đó cũng dễ hết á. Càng lớn nó càng khó. Dạ. Luôn. Mập đâu sao, mập nó đẹp cái mập. Nè anh làm gì? Mập nó đẹp cái mập thôi các bạn ha. Không xấu. Cái gì nó cũng có cái đẹp của nó. Đừng có lo. Mập xấu lắm. Mập xấu lắm trời, lát nói vậy. Mập xấu. Giờ lại quay lấy cái bóng đèn xuống thử. Anh đã cúp điện chứ. Nãy lấy nó xuống thôi chứ đâu có gỡ gì đâu mà. Thật ra các bạn, Huyền với anh Hùng cũng nghĩ là sẽ kéo nó xuống để mà lấy ra. Huyền với anh Hùng cũng lên mạng. Dạ. Huyền với anh Hùng cũng lên mạng là coi cái bóng đèn này cái kết cấu bên trong nó sao ha, thì nó cũng có hai cái như các bạn nói á, mình kéo xuống mình bóp. Nhưng mà anh Hùng ảnh nhét tay các bạn, ảnh kéo xuống ảnh thấy nó cứng quá, xong rồi ảnh sợ cái trần thạch cao của mình này nó bị bể á. Dạ, nhưng mà Huyền nói là kéo được nhưng mà ảnh còn nhét tay. Đó, cái ở trên đó đó các bạn. Đứt một cái trong đó nhưng mà bây giờ tụi Huyền tắt rồi ha, đó cái trên đó đó. Kéo xuống được, Huyền với Hùng cũng lên mạng coi là cái bóng đèn nó cũng có hai cái ngạnh, hai cái móc hai bên đó. Cái bữa anh gọi thằng điện á. À, tao làm lấy ngạnh máy. Đây nè. À, hồi bữa mình cũng tính thi, mình không biết cách thi thì mình cứ gọi lại cái thằng thợ điện các bạn. Ở đây mắc lắm vậy các bạn. Rồi nó nói tao lại tao thi cho mày cho nó lấy 1.500. Nó nói trời, 1.500 thi không á hả? 1.500 hay 1.200? 1.500. Là bóng đèn. Có bóng đèn luôn á. Nó nói trời ơi, nhà tao biết bao nhiêu bóng, lâu mày mỗi lần thi như vậy là 1.500 hả? Nó nói đúng rồi. Cái công ở đây mắc các bạn, cái công ở đây mắc lắm. Bữa đó mình cũng tính là thôi bỏ 1.500 nó cho nó lại nó thi để cho mình coi mình học luôn. Hiểu không? Giống như bỏ 1.500 để học á. Nhưng mà Huyền với anh Hùng á lên mạng coi cái bóng đèn cái kiểu đó làm sao nghe thì biết rồi. Cái bóng đèn này nó không phải thay cái bóng các bạn mà nó thay nguyên cái ổ. Đúng rồi. Thay nguyên cái ổ luôn á. Mình cũng coi nhiều lắm rồi, nó cũng nói luôn, nó nói cái bóng đèn loại spotlight này nó có nó nói nó có nhiều loại dữ lắm. Dạ. Nó nhiều loại lắm cho nên mày phải biết là nó nói mình nó là mày phải biết nhà mày là cái bóng đèn loại gì, hiệu gì, rồi bao nhiêu watt, rồi màu nó trắng hay là màu vàng hay là màu gì nữa để thay cho nó đúng á. Thì cho nên mình nghĩ chắc nó nằm ở trong cái bóng đó, những cái watt hay là những cái độ sáng nó như thế nào nó nằm ở trong em đó. Em nghĩ mình mua cái hiệu khác cũng được đâu sao đâu anh, miễn mình mua cùng màu thôi chứ. Thì đúng rồi, nhưng mà nếu cùng chung luôn nó sẽ đẹp, hả? Đẹp hơn. Mình coi cái bóng rồi. Đèn đó các bạn ở đây gần 500 đồng cái. Rồi bây giờ mình sẽ theo lời các bạn chỉ dẫn nha. Từ giờ trước giờ mình không có dám làm những cái gì mình không biết. Cho nên những cái mình không biết mình cứ học hỏi của các bạn ha. Anh phải nhìn hai cái hai bên đó anh, em thấy nè, cái đây nè. Do anh phải kéo mạnh xuống đại đi. Kéo mạnh xuống hả? Dạ. Anh thử con, nó lên từng này lắm. Anh Hùng ảnh hơi nhát tay các cái bạn. Này thạch cao quá. Ồ. Sợ nó có bở. Anh Hùng giỏi với cái khác. Cứng nó dám, cứng dữ lắm. Ừ, hôm bữa mình cũng thử thấy nó cứng lắm. Cho nên mình phải bóp, không có cái độ bóp của nó.
Không, anh phải kéo xuống nữa mới có đồ bóp. Cái đó nó cao lắm. Trời ơi, bỏ hết được rồi. Mẹ, anh nói cái gì? Cái tháo ra để trước nè. Mẹ, anh nói gì mẹ? Hồi nãy nó nhảy vô tao nó nhảy. Con đừng có ngước mắt lên, bụi nó rớt vô mắt á con xuống đi con. Ồ nó cản cái đây mất tiêu rồi sao? Thì tại anh quay kiểu đó mà anh sửa ngay lại. Ờ nó muốn ra nè. Ừ ra các bạn ơi. Ra một cái. Rồi. Ven đi Brown. Đúng rồi nè. Vậy em dạ để em leo lên, để em leo lên. Bật đèn đi. Rồi, tụi Huyền tháo ra được rồi. Đây là hai cái lưỡi gà gì giống như các bạn nói nè hả? Cái anh quay cái cục đó thôi. Ờ đó. Cho nên là cho nên phải để này vô trước. Dạ. Rồi chừng mình gắn nó lại á là mình phải giãn cái tay nó lên vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm bữa anh Hùng anh đâu biết là anh gịch xuống nguyên không vậy đâu có thấy được. Các bạn thấy còn một ổ ở trong này nữa không? Nè. Dạ. Cho nên mình tháo nguyên cái ổ ở trong này nè, rồi mình mới mới đi mua cái ổ nó luôn mình gắn vô lại chứ không phải mình thay cái bấm. Ờ thì cái đó thay nguyên cái ổ luôn á cho nên nó mắc á. Cái gì đó, cái gì mà kêu tôi hoài đó. Trời Bella nó ở ngoài nó đẹp lắm nha các bạn, Huyền quay nó không có đẹp đâu, ở ngoài nó đẹp dữ lắm. Ôi rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn cả nhà mình nha, nhờ các bạn mà anh Hùng có động lực. Đúng rồi, nhờ các bạn nói thêm để cho mình thêm cái phần chắc cuốn. Tự nhiên ở trong khu Minh Thơ ai cũng nói là giống nhau hết á. Tháo xuống ha. Ừ. Dạ. Thì mới đầu Huyền với anh Hùng cũng nghĩ là vậy các bạn, nhưng mà khi mà tháo thấy nó cứng quá đó, cái nó nhét tay sợ nó bể cái thạch cao luôn á. Vậy là bây giờ mình biết rồi, tiết kiệm được 1.500 nha các bạn. Dạ. Từ ra cái bóng 500. Bóng 500. Bây giờ Huyền về nhà rồi lấy đâu nó cũng đeo theo mình. Dạ. Hai đứa nè. Ừ. Ngon không con? Ngon. Ăn rồi mẹ đi ngủ ha. Mẹ là số 1 cho. Còn cái gì mà thả ra. Rồi bây giờ đồ ơi. Rồi bây giờ Alex tạm biệt cô chú đi con. Tạm biệt cô chú, hẹn cô chú clip khác nha. Mai nha. Rồi, nói. Mai, bà mẹ cho túi vô mà. Tới nào mình đọc sao? Thì thôi, mình tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn clip sau. Love you.